nữa là nghèo. Một, hai. Hiện tại đây là trận đấu giữa đội bóng Vương Kim 2K và đội bóng 2808. Người vừa cùng ra cú sút vừa rồi là Long Quỳnh Lâm, cầu thủ áo số 25 bên phía đội bóng Team 2K. Và là cầu thủ của đội bóng đến từ 2808. Hello Minh Xuyên. Và thắng công dành cho đội bóng Team 2K. Lúc này đó là một đội màu số 10 và đội bóng vào trong là Nhật Thanh. Hiện tại thì mình đã duyên thầy Sang không thể xem điện thoại, không thể trả lời bình luận của anh em được nha anh em. Anh em thông cảm nha. Thầy Sang đang cũng đang mắc mưa các bạn ơi. Hiện tại thì ekip của chúng tôi đang mắc mưa, mong anh em thông cảm nha. Và là cái đội màu số 26 rồi Minh Nhã. Và tiếng còi tài chính cũng đã cắt lên. Và có tình huống rơi vào thế cực kỳ của các thủ Team 2K. Chào Kiên Lâm nha, chào Minh Xuyên. Tại đội ekip của bình luận viên Quang Thượng, bình luận viên Thầy Sang là Phương Tha hoàn toàn mắc mưa nên Thầy Sang không thể xem bình luận của anh em được nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn Kiên Lâm, cảm ơn Minh Xuyên. Dạ. Được, được, chứ chổng đi anh, để mắc mưa. Hiện tại thì sáng chặn số 5 và số 6 mà mưa quá mưa các bạn ơi. Hello Tím La em trai. Hello Tím La, hello Kiên Lâm, hello Minh Xuyên nha. Thầy Sang cũng đang mắc mưa các bạn ơi. Đi vô trong kia đang bình luận rồi. Mưa vẫn còn mưa, lúc nãy mưa lớn lắm anh em. Mưa tới điện thoại của đội viên ướt luôn các bạn ơi. Tiếng La nha. Có Điền Gino mới đá xong rồi Tiếng La. Điền Gino mới đá cho đội bóng đến từ Team 2K. Điền Gino mới đá thắng trận trước đội chủ nhà G-Sport rồi nha Tiếng La. An Hiệp. Người dự phòng phối hợp cùng thầy của thủ bảo số 14 bên phía đội bóng 2808 đội tiến công của thủ bảo số 11. Điền Minh Nhã. Và phối hợp với Nguyễn Lâm. Nguyễn Lâm bên phía đội bóng Team 2K. Xong rồi được cầu thủ mang áo Tiến Vũ, đó là Hoàng Thái. Tiến Vũ, Hoàng Thái. Được thì 2808, họ phản công nhanh. Đây là cao thủ đến từ Team 2K. Và phối hợp với Nguyễn Lâm. Chào Chu Minh Dương nha.
Đây là về trong văn hóa của đội trọng tài cũng đã xác định sẽ có quả đá phạt dành cho đội bóng áo đỏ. Đây là tiết Trần Trung Minh Dương. Thời tiết đang mưa lớn các bạn ơi. Còn đây thì các em thông cảm giùm nha. Tiếp theo bên phía đội 28.8. Ở đây bạn ơi, ekip live stream từ ekip live stream đã trong tài mắc mưa các bạn. Vừa có thể mang ai chứ mình sử dụng máy của chúng tôi đang lúc nãy gặp trục trặc các bạn. Bây giờ đã khắc phục được rồi, tiếp tục live stream. Hy vọng sẽ không mưa lớn nữa, thì sẽ khó mang đến những hình ảnh đẹp cho anh em nha. Vũ đây, người thực hiện quả đá biên cho 28.8. Này không ai được cầu thủ màu số 15 là Văn Thành. Này trận đấu chúng ta ra đó là giữa đội bóng 28.8 với trong trang phục áo màu trắng tím và tim ba ca trong trang phục áo màu đỏ. Về giao lưu nữa còn giữ các ba ơi. Lấy lòng. Tiến lên. Đừng lên nhà. Tập hợp với nhiều thân của đội bóng của mình. Và quả ném biên dành cho 28.8. Tổng hợp phối hợp để thi dụng từ đội số 10 từ phía đội 28.8 thi dụng tham gia được từ đội số 17 chúng ta là Quốc Đại. Một trận đấu có thể nói là rất đáng xem, trận đấu khá ngang tài ngang sức, có thể hai đội đồng hòa nhau với tỷ số 0-0. Minh Nhã lại Minh Nhã hơi đi vòng cầu thủ mà dân chạy cả đội bóng hóa trình. Minh Nhã tỷ số của cầu thủ màu xanh sau bên phía Tiên Hai Ca, bóng này thì khá cao so với sà ngang của khung thành của đội bóng 28.8. Là Tấn Dũng cầu thủ màu xanh lên nào, bóng Tấn Dũng vào vòng ngoài cung. Xin chào tài chính nha, chào tài chính. Ok, cảm ơn tài chính đã cổ vũ cho đội 28.8. Minh Nhã và tiền quân tài chính tiếp tục cắt lên. Rồi lên đâm tổ chức từ rất xa của cầu thủ màu số 25. Rồi thoát lại và phù hợp với Minh Nhã và tấn công cho đội bóng tim 2K Quân Lâm và trong đội cầu thủ màu số 5 đó là Quốc Nhiên. Và đã phạt góc cho đội bóng tim 2K. Người thấy là với thời tiết đang mưa cũng làm ảnh hưởng không nhỏ kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ. Quả đá phạt góc rất mềm và lúc này đã được thủ màu số 8 Thanh Bình. Đã phạt kiểm tra 28.8. Một trận đấu quá cân bằng. Lúc này hai đội đồng hòa nhau với tỷ số 0-0. Là Quốc Nhiên. Người thực hiện quả đá phạt cho đội bóng 28.8. Ok, cảm ơn Lát Thành Tính nha. Mưa này thì giao lưu rồi nó còn thì thứ gì mà chịu nổi.
tiếp tục là pha phối hợp của cầu thủ số 10 đó là Nhật Tân. Đó là Nhật Tân. Hoàng Cảnh là người đưa bóng trong cú sút. Cú sút vừa rồi đó là Cố Văn Lâm. Cú này vừa rồi đã nhà cầu thủ số 26. Bóng đá đập vào cột chặt và bay đi ra ngoài. Là Minh Nhã. Và phối hợp với Nhật Thân của đội bóng số 1. Quả nắm đường kiểm tra đội bóng team 2K. Rồi lát thành tính rồi em đem thùng bia lên đi. Thầy Sang cắt khoái gì đó. Em đem thùng bia lên là thầy Sang cắt thích nha. Lát thành tính. Đó là pha phá bóng lên cho đội bóng bên phía đó team 2K. Bóng đi đã đi hết đường biên ngang. Lúc này trận đấu chúng ta diễn là với phong thời tiết có thể nói là rất mát mẻ. Hai đội giờ vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0-0. Pha phối hợp tấn công của 2808. Đây là Minh Nha bên phía bóng team 2K. Đây là Minh Nha. Quân Lâm. Và nó có rất lên. Đó là ba thắng của Nhật Thân. Của đội bóng số 1. Quân Mạo tỷ số điểm cho team 2K. Đây là các cầu thủ từ 2808 và phối hợp với Hoàng Thái của đội bóng số 1 và bóng bóng của Hoàng Thái ở Minh Nha. Họ tấn công dành cho 2808 là không qua được Minh Nha của đội bóng số 26 bên phía đội bóng team 2K và phối hợp với cầu thủ Hoàng Cần vượt lên công bầu. Cái số khá căng. Nhưng bóng cũng đã đi chơi cho kia phần này. Hello Tuấn Quỳnh nha. Hello Tuấn Quỳnh. Hiện tại thì anh thấy và lượng của Tuấn Quỳnh nha. Nhưng thầy Sang không thấy nha thầy Sang. Hiện tại đang mắc mưa rồi đi vô trong góc bên kia ngồi các bạn. Không mở điện thoại lên được nên không có xem bình luận của Tuấn Quỳnh được nha. Anh thì anh ở đây anh chỉ quay thôi. Không có bình luận. Người thầy thấy đang là bỏ tàn. Đó là ghi bàn đó là Nhật Thân. Đồng mạng số 10. Anh ở đây quay và thấy bình luận của anh em nha, nhưng mà anh không có nói trên loa nha. Sang thì ta đã mất mưa. Là Nhật Thân. Và đi bóng của Nhật Thân. Minh Nhã. Cảm ơn Tuấn Quỳnh, cảm ơn Lắc Tình Tính. Còn Minh Nhã thì đồng bào sẽ làm sao? Không được qua thay. Và phá bóng lên dành cho đội bóng 2808. À, xin chào Danh Phô Linh nha. An Hiệp với Shop Duy là An Hiệp ăn 3-1 nha các bạn. Để có quả ném đi dành cho đội bóng team 2K. Để anh Minh Nhã của thủ mạo sẽ làm sao.
và Nhật Thần. Nhật Thần của đội màu số 10 thả đi bóng của Nhật Thần. Bóng vẫn còn và phá công dành cho 28 công an. Ông hai của đội màu số 14 để mất nhà một tốc độ rất nhanh nhưng cũng không theo kịp bóng. Ở giải đấu lần này thì chúng ta sẽ đi đấu liên tục luôn nha các bạn, không nghỉ trưa luôn nha, không nghỉ một giây phút nào hết. Các đội chúng ta thi đấu liên tục và liên tục không nghỉ các bạn. Quả đá biên dành cho đội bóng 2808 và tốt nhìn của thủ môn số 5. Đội bóng này đã lăn qua Minh Nhã và phối hợp với người vừa tung ra cú sút kia đó là Văn Cần đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng áo đỏ. Tỷ số đã được tăng lên 2-0. Chào Sarika Mahasane. Trường Khánh nãy mưa quá anh đi vô trong không cập nhật được các bạn ơi. Nãy giờ mới tạnh tạnh mưa mới ra lại chiều. Chúng ta thấy là thời tiết đang mưa. Tình hình các đội thi đấu lúc nãy và đương nhiên cập nhật chưa được nha các bạn. Đây tấn công. Minh Nhã tiếp tục phối hợp với cầu thủ số 15 là Văn Cần. Tấn Vũ đang thi đấu số 11 đó các bạn. Tấn Vũ đang thi đấu bên phía đội 28. Lúc này tỷ số đang là 2-0. Nghiêng về đội bóng team 2K. Phía đội 2808 có Tấn Vũ số 11 nha Hữu Tiến. Hello Hữu Tiến, hello Sarika Mahasane. Chào Danh Phô Linh. Quỳnh Lâm ta đang nghe bình luận viên thầy Sang bình luận các bạn. Không qua được thầy Sang thứ hai là làm gì bình thường bằng 2808 thì lý do bình luận viên thầy Sang đang mắc mưa rồi nên không xem điện thoại nữa các bạn. Hiện tại thì bình luận viên Quang Thịnh đang mắc mưa nha, nhưng mà đang gán ngồi để mang đến những hình ảnh đẹp cho anh em nha. Được. Bên nhà của đồng bào phía đằng sau tiếp tục là những pha phối hợp không được tính dụng bên phía 2808 và tấn công gần cho đội 2808 tổ chức này không được một cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. An Hiệp mới vừa thắng đội chủ nhà đó là V Sport với tỷ số là 3-1 nha các bạn, mới chặn trước trận này nè các bạn. Quý khán giả và các bạn, chúng ta nếu mà nắm được cái lịch thi đấu thì chúng ta sẽ đã kéo xuống trong trang của Nhân viên Quang Thượng các bạn. Lịch thi đấu Hoàng Duyên đã cho đăng hôm qua rồi. Rồi tối hôm qua các bạn có thể lên để xem lịch thi đấu nha. Và đây là trận thứ 7 rồi các bạn. Đây là trận 7 giữa hai đội 2K và 2808. Đội của đội màu số 12 anh Khoa và phối hợp với Nhật Thanh để tiến dự lên phía 2808 của đội màu số 11 và tấn công dành cho đội bóng áo trắng. Chào em trai Phạm Quốc Thắng nha, chào Phạm Quốc Thắng, chào Danh Phô Linh, chào Hữu Tiến.
này là cầu thủ màu số 7 Quốc Tài và phát bóng lên cho Nhật Thanh. Giờ đấy là một trận mưa, anh chơi kết chúng tôi hình ảnh như vậy. Tiến tài cùng tài cũng là cất lên kết thúc một cầu đầu tiên, tỷ số đang là 2-0 nhưng mà đội bóng tin 2K. À, đá luôn chứ có tới sau đây không? Đá luôn hả? À, chúng ta sẽ nghỉ giải lao ít phút và chúng ta sẽ cùng nhau sẽ quay lại hiệp đấu thứ hai giữa hai đội bóng đến từ 2808 và đội bóng Team 2K. Và lúc này thì lại thấy đang là 2-3 nghiêng về đội bóng áo đỏ. Xin chào Phạm Quốc Thắng nha, mai có anh Lâm quay giải đua vỏ lãi nha em. Chào Phạm Quốc Thắng nha, chào 500 anh em, chào quý khán giả của các bạn đã vào xem anh Kim. Tại hai đội chúng ta đang nghỉ giải lao. Chúng ta sẽ cùng nhau quay lại trận đấu thứ hai giữa đội bóng Team 2K và đội bóng 2808. Và sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên thì lại thế 2-3 đang nghiêng về đội bóng áo đỏ. Người hẹp anh. Ok, Phạm Quốc Thắng ngày mai bơi chơi gặp trường cũ quá mày. Ok, cảm ơn em trai nha. Mưa mắc mưa quá rồi. Thắng ơi. Như vậy tiếng còi cũng đã cất lên bắt đầu hiệp đấu thứ hai. Cầu thủ của đội bóng Team 2K trong trang phục áo màu đỏ chuẩn bị cú đá phía bên sân phải, và đội bóng 2808 trong trang phục áo màu trắng cùng tím chuẩn bị cú đá phía bên tay trái. Đội cầu thủ mang áo số 9 chúng ta đã hoàn chung. Chào anh Tuấn Robben, ở đây cũng em cũng thắt thủ luôn anh Tuấn Robben ơi. Và mưa quá mưa anh ơi. Dành cho đội bóng Team 2K. Ở giải ở đây cũng bị thắt thủ rồi anh Tuấn Robben ơi. Cảm ơn anh Tuấn Robben rất nhiều. Từ khá lớn của các thủ đến từ 2808. Quá trời mưa luôn. Hoàng Anh. Và phối hợp với Minh Nhã. Đây là Vân Lâm, đội bóng số 25. Và phối hợp với Thái Quân. Tổ chức tấn công thuộc về đội bóng 2808. Đội bóng này đó là đội bóng số 3 Tuấn Anh. Lại không qua lượt Nhật Thân. Để pha tấn công được việc có đường hai cầu thủ của đội bóng Team 2K đã cùng theo kịp bóng. Xin chào Thạch Linh nha, ở
mọi cá ham ăn. Hồi nãy là mặc đồ màu xanh các bạn. Rồi thi đấu này một xíu nữa thì thi đấu anh em theo dõi cho mình đi viên trên trang fanpage nha. Chào mọi người, Thái Bình. Hiện tại thì Minh Nhã. Mưa quá mưa rồi, ướt nhẹp rồi các bạn ơi. Và mất cái anh Minh Nhã, hai đấu cũng không được nữa. Là không ra được cao thủ của đội bóng Team AK. Còn là Minh Nhã, thì mà sao anh sao? Từ thi đấu mình chỉ cho đăng ở trong trang fanpage hồi đêm qua nha các bạn. Các bạn có thể quẹt xuống để kéo xuống để xem lượt thi đấu nha các bạn. Hiện tại đang là đây là trận thứ 7 nha. Giữa hai đội Team 2K và 2808. Chào Dương Nhẫn, Mai đưa vô lại ở đâu? À mô này Mai đưa vô lại là ở chùa Tam Sóc các bạn. Chúng ta số 4 bên kia 2808. Bên kia là bóng Team 2K. Không có được cao thủ đến từ đội bóng 2808. Tín Dụ cầu thủ từ rất xa nhưng không qua được cầu thủ Mao số 17. Bên phía Team 2K đó cốc lại. Và quả ném biên dành cho 2808. Đây là Thái Bình. Và tấn công rất cao. Đó là 3 em của đội bóng số 18 vừa đang tỷ số lên 3-0 cho đội bóng Team 2K. Hiện tại mưa và zoom gần cầu thủ chúng ta cũng khó các bạn, mong các bạn thông cảm nha. Hiện tại thì đợi tạnh mưa xíu nha các bạn. Đợi tạnh mưa thì bệnh viên thao tác được chân chu hơn. Hiện tại thì đã là 3-3. Chưa zoom được gần cho anh em xem mấy những cầu thủ chúng ta ghi bàn. Zoom gần lại. Vì lý do hiện tại bây giờ một tay cầm dù và mặc áo mưa nữa. Vậy là cầu thủ đến từ 2808. Mang đến cho anh em hình ảnh đẹp nhất nha. Bên này mưa cái bắt tiền rất nhiều thứ các bạn. Mưa một cái thì bắt tiền, nghe bắt tiền rất nhiều thứ. Đội bệnh viên hiện tại đang cố gắng mang đến cho hình ảnh đẹp xem trận đấu này. Đội bóng Team 2K, đội huấn luyện. Và đội bóng bệnh viên chưa được. Chào hậu nguyện. Bóng là thắng đến được đội chân của Thái Bình. Và đây là đi bất kể trang fanpage livestream nào các bạn. Ekip livestream nào cũng rất là sợ trời mưa. Đánh thì không sợ, nắng cỡ nào cũng không sợ nhưng mà sợ nhất trời mưa. Một đường chiều dài cho thủ môn số 3. Nhưng mà bóng đi hết trung viên ngang. Và phát bóng lên dành cho đội bóng Team 2K. Minh Nhã và phối hợp với Quốc Lai. Rồi Minh Đăng thêm theo đội bóng 2808. Thanh Bình và đi bóng của Thanh Bình tấn vô. Đây là Hoàng Trung. Quân Lâm về cách biệt đã là 4 bàn. Minh Đạt người Tiến Dũng bên phía vòng 2808. Tiếp tục là pha phối hợp tấn công thuộc về đội bóng Team 2K.
Và quả ném biên dành cho đội bóng 2808. Chất tư lít xa. Vừa rồi đó là của Hoàng Em thì vào số 18. Và là các cầu thủ đội bóng đến từ 2808 Minh Đạt. Và phối hợp với cầu thủ áo số 8 là Thanh Bình. Không có gì nguy hiểm đối với Thanh Bình bên phía đội bóng team 2K. Để chương gì. Ném biên dành cho đội bóng áo đỏ. Lúc này thì lợi thế khá lớn, đang là 4 bàn nhưng mà đội bóng team 2K. Người thay bóng này là Tuấn Anh. Đội bóng thứ 3 bên phía đội bóng 2808. Và phối hợp không thành công cho đội bóng áo đỏ. Và phối hợp giữa cầu thủ màu thứ 2 đó là Hoàng Hà. Lên chợ anh Lâm Bia nha. Ở đây nãy mưa quá, mưa anh Lâm Bia ơi. Ở dưới giờ có mưa anh Lâm Bia. Người pha đi bóng của đội màu số 27 là Văn Khải. Tiếp tục những pha tấn công của đội bóng team 2K. Ở đây nãy mưa lớn dữ lắm, làm bây giờ mới bớt mới lai được á, chứ nãy là không có lai được luôn nha, là không lai là đi phải chạy vô luôn trong luôn. Ok anh Lâm Bia. Ok, hy vọng sẽ mưa sẽ tạnh và nước sẽ rút. Là tiếng gì đâu, kiểm soát được thành công 2808. Nãy bên này sẵn tập bây giờ rồi tạnh mưa anh. Tạnh mưa cái rồi mới thi đấu được nè. Mới tạnh thôi, vẫn còn mưa. Và bóng bóng rất nguyên. Đó là cầu thủ màu số 27 Văn Khải. Tấn dự bên phía 2808 Hoàng Trung. Tiếp tục vào đội bóng lâu trong. Nhưng là có sự cảnh giác cầu thủ môn bên phía đội bóng 2808. Và đã phạt góc dành cho team 2K. Hoàng Trung. Hôm nay phải nói là như vậy, là nếu mà vậy là mưa, phải nói là mưa ngập đủ chỗ cho các bạn, có thể nó là mưa ngập khắp Sóc Trăng luôn, chỗ nào cũng có mưa. Và bây giờ nhìn trên bầu trời thì mình duyên thấy là không có chỗ nào mà trống trời các bạn, chỗ nào cũng mây đen, trời rất lắm luôn. Và có quà đã phạt kiểm tra đội bóng team 2K. Lại là cầu thủ mang áo số 4 Thái Bình. Tiếp tục phạt đội bóng lên trên. Không phải được tiến vô. Đây Hoàng Trung. Và bóng công của Hoàng Trung phản công dành cho đội bóng 808. Và đội bóng này đó là Thái Bình. Không có pha bóng đâu cho các thủ áo đỏ. Là pha phản công. Cú sút tiến dụng vừa mới rút ngắn tỷ số lên cho đội bóng 808. Tỷ số lúc này đã được cầu rút ngắn xuống còn 1-0.
lên. Chúng ta số 14. Đây là pha tấn công của đội bóng 28 không cần. Đây là Hoàng Trung. Và đội bóng rất lắc leo cũng có thể mang dưới chân Hoàng Trung. Không có cơ hội nhận cho đội bóng Hà Đoàn. Người vừa bóng cơ hội cho đội bóng Hà Đoàn đó là Hoàng Hà. Lại là nhân pha phối hợp. Ném đi dành cho 28 không tan. Và là nhân pha phối hợp thuộc về đội bóng Tim Hai Cang. Người vừa đá bóng đi hết đường biên ngang trong tình huống vừa rồi đó là Văn Khải. Nói chuyện vậy hello Minh Xuyên nha, thầy Giang cũng không thấy đang hơn đang bình luận trận đấu và chưa không có mở điện thoại lên không có thấy được mà bình luận của Minh Xuyên nha. Minh Xuyên ơi, lúc này thì tỷ số đang là 4-1 nhưng vừa đá bóng Tim Hai Cang và tiếng còi tài chính cũng đã cất lên sẽ có quả đá phạt dành cho đội bóng Tim Hai Cang. Chúng ta có đến 3 cầu thủ. Đó là cú sút không có điểm phạt nào. Và phản công dành cho đội bóng lên từ 2808 tính dụng. Đó là Phí Dũng. Hoàng Trung bên phía đội bóng Tim Hai Cang. Phòng thủ kịp bóng vừa rồi đó là Hoàng Hà của thủ phạm số 2 Minh Đạt. Các bạn nhận thấy đội bóng Tim Hai Cang. Đội Minh Đạt. Bóng vào trung tâm kiểm soát của cầu thủ đến từ 2808. Đúng vậy. Thắng Minh. Đây là Thanh Bình. Minh Đạt. Tấn công dành cho 28 không tan. Còn vào đội của đồng bào xem bảy Văn Khải. Thế Cảnh. Là rất nhiều và phòng chơi bóng không thành công của Văn Hạ. Này tỷ số đang là 4-1 hoặc là thế khá lớn và đây là hiệp đấu thứ hai. Thái Bình tiếp tục là những pha rồi sẽ có quả nên bây giờ là bóng 2808 rồi Phi Dũng Tiến Dũng vừa là bóng 2808
không qua được cầu thủ Mã Sơn, phải là Văn Khải. Bóng vẫn cho ta kiểm soát của cầu thủ đến từ team 2K Hoàng Trung và mắt bóng của Hoàng Trung. Đây là pha đi bóng vừa rồi, đó là của Thanh Bình. Tiếp bóng lại đi hết đường biên ngang, quả phát bóng lên dành cho đội bóng đến từ team 2K. Hoàng Trung và phá công dành cho 2808 Thánh Đơn và làm ra kết thời của tình huống về phía team 2K. Không qua bàn thắng Việt Nam tỷ số cho đội bóng 2808. Và đây là Nhật Thần, Nhật Thần vẫn là Nhật Thần, cố số của Nhật Thần. Bóng là đi khá cao so với sang ngang của quân thần thủ môn về phía 2808 Minh Đạt. Hoàng Trung, cầu thủ số 9. Và là các cầu thủ đến từ 2808. Nhật Thần, vẫn là Nhật Thần, cầu thủ áo số 10. Và đi vào qua đến hai cầu thủ. Nhật Thần, cầu thủ phá đơn tiết cho cơ bộ đội tuyển Nga. Và ngày lúc này thì tiến công tại trên công đoạn cắt lên kết thúc trận đấu thì chiến thắng đã thuộc về đội bóng team Nga.